Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp qua cái phần tiếp theo của hệ thống nội tiết, đó là chúng ta nói về học môn giáp. Thì ở đây các bạn lưu ý là cái tựa bài của chúng ta là chúng ta nói về sinh lý học môn giáp chứ không phải là chúng ta nói về tuyến giáp nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta chỉ đề cập đến học môn T3 và T4 của tuyến giáp. Còn nếu mà nói về sinh lý của toàn bộ tuyến giáp thì nó còn phải bao gồm cả học môn calcitonin tiết ra từ các tế bào kẽ. Nhưng mà đó không phải là nội dung của cái chương trình ngày hôm nay. Thì trong bài sinh lý học môn giáp này, chúng ta sẽ có các cái nội dung mục tiêu sau đây. Thứ nhất là chúng ta trình bày được quá trình sinh tổng hợp của học môn giáp và vai trò của enzyme thyroid peroxidase trong quá trình này. Thứ hai là giải thích được vai trò của TSH trong điều hòa sinh tổng hợp và giải phóng học môn giáp. Thứ ba là giải thích được vai trò của enzyme Diosdina trong hoạt động sinh lý của cái học môn T3 và T4 tại mô đích. Và cuối cùng là chúng ta sẽ trình bày được tác động của học môn giáp trên mô đích. Thì tuyến giáp về mặt giải phẫu, nó là một cái tuyến nằm khá là nông dưới da, nằm ở ngay phía dưới cái sụn thanh quản. Thì các bạn có thể thấy trên hình này, đây là sụn thanh quản, nó nằm ngay dưới sụn thanh quản và phía trước các cái sụn khí quản hình chữ C. Thì tuyến giáp nó nằm vắt ngang qua nó qua cái phần cổ, nó gồm hai thùy bên phải và bên trái. Chính vì vị trí của nó nằm rất là nông dưới da cho nên đa số các bệnh lý của tuyến giáp thường biểu hiện bằng cái triệu chứng là goiter, tức là cái bú á. Thì cái bú giáp này sẽ rất là dễ để có thể sờ chạm nhìn thấy bằng mắt thường, hoặc là có thể thông qua siêu âm để đo lường đánh giá kích thước của các nhân giáp cũng như toàn bộ thể tích của tuyến giáp nói chung. Về cấu tạo vi thể, tức là về mô học của tuyến giáp, thì bên trong tuyến giáp nó sẽ bao gồm nhiều cái nang tuyến. Mỗi cái nang tuyến các bạn sẽ thấy nó có hình giống như một cái quả trứng, với cái phần vỏ của quả trứng chính là các cái tế bào biểu mô nang giáp. Và bên trong lòng trứng này có chứa cái chất keo, hơi tương ứng với lòng lòng của trứng. Thì cái chất keo này gọi là colloid, tức là cái chất có tên là thyroglobulin. Đó là cái dạng dự trữ của hormone giáp. Và bao xung quanh phía ngoài cái vỏ trứng này chúng ta thấy có nhiều cái mạng mao mạch với mục đích là để đưa cái học môn giáp rời khỏi tuyến giáp đến các cái cơ quan khác trong cơ thể và tác động lên những cái tế bào các cơ quan đó. Bên đây người ta vẽ cái hình cắt ngang để cho chúng ta thấy hình ảnh của một cái nang giáp khi cắt ngang qua. Thì ở phía ngoài chính là các tế bào màu tím đậm này, chính là tế bào biểu mô nang giáp. Bên trong lòng của nang giáp thì chúng ta thấy nó có cái chất keo gọi là TGB, là viết tắt của từ thyroglobulin. Đó là cái dạng chất keo để dự trữ hormone giáp. Phía ngoài nang giáp thì chúng ta thấy nó có các cái mao mạch máu, các cái mạch lympho, và chúng ta đi ở đây là chúng ta thấy nó có những cái tế bào gọi là tế bào C hay là parafollicular nằm ở vùng kẽ của cái giữa các nang giáp. Thì cái tế bào C này là tế bào tiết ra calcitonin. Chúng ta sẽ học về cái hormone calcitonin này khi mà nói về cái sinh lý điều hòa chuyển hóa canxi phosphor trong cơ thể. Xét về quá trình sinh tổng hợp học hormone giáp thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ cái hoạt động sinh tổng hợp học hormone giáp nó đều diễn ra ở bên trong lòng của cái tế bào nang giáp và cái lòng của cái nang. Các bạn thấy cái quá trình tổng hợp đó nó không chỉ diễn ra trong tế bào mà nó còn diễn ra một phần, một số cái cộng đoạn nó sẽ xảy ra trong lòng của cái nang giáp. Thì ở đây trên hình phóng lớn lên về cái tế bào nang giáp thì các bạn thấy trên tế bào nang giáp nó có một cái thụ thể của hormone TSH. Thì TSH là chúng ta đã biết rồi, đó là một hormone tiết ra từ vùng tuyến yên trước, có nhiệm vụ kích thích tuyến giáp. Thì khi TSH đến gắn lên thụ thể thì thụ thể của nó thuộc cái nhóm là cụ thể liên kết với lại protein G. Trên khi nó đến, nó gắn lên thì nó sẽ làm hoạt hóa cái protein G. Tiếp theo là G sẽ hoạt hóa cái enzyme adenine cyclase để chuyển hóa cái AMP và tạo ra AMP vòng, tức là cAMP, cyclic AMP. Cái cAMP này sẽ hoạt hóa protein kinase và nó sẽ thực hiện những phản ứng tiếp theo kích hoạt lên cái việc sao mã ở trong nhân.
để tiến hành tổng hợp nên cái hợp chất thyroglobulin. Vậy sau khi TSH đến kích thích lên thụ thể từ tế bào giáp thì nó sẽ truyền cái tín hiệu được đến phía trong cái vùng chứa cái bộ gen di truyền của cái nhân của tế bào nang giáp và làm cho cái nhân này thực hiện quá trình phiên mã để tạo ra cái protein thyroglobulin. Rồi thyroglobulin này mới đưa vào bên trong lòng nang giáp và trong lòng nang giáp này thyroglobulin sẽ gặp iốt để tiến hành cái phản ứng iốt hóa các cái axit amin tyrosine. Sau khi iốt hóa các axit amin tyrosine thì nguyên phức hợp thyroglobulin chứa các tyrosine đã iốt hóa đó mới được đưa trở lại vào trong tế bào nang giáp nhờ những cái enzyme trong tế bào cắt ra thành hormone T3T4 chính thức và mới đưa vào trong máu. Thì tại tuyến giáp đó chỉ có 10% hormone giáp tiết ra là T3, còn 90% hormone tiết ra là ở dạng là T4. Tuy nhiên khi mà so sánh về mặt hoạt động thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái nhà sinh lý học từ xưa đến nay người ta đều ghi nhận là hormone T3 có tác động gì mạnh hơn T4 khoảng 4 lần, thời gian tác động ngắn hơn. Và một điểm quan trọng các bạn cần lưu ý là T3 là dạng tác dụng chính ở mục đích, trong khi cái T4 đó thì khi đến các mục đích nó phải được khử bớt một iốt để trở thành T3 thì mới có vai trò tác động lên các tế bào mục đích. Như vậy nói như vậy thì chúng ta sẽ tự suy luận ra một cái vấn đề rất là đơn giản rằng là T3 là dạng hoạt động chính của mô đích khi mà nằm ở trong máu và tại các mô đích. Vậy thì T4 là gì? T4 sẽ là dạng dự trữ khi nằm trong máu. Như vậy khi nói đến hormone giáp chúng ta sẽ có hai dạng dự trữ. Dạng dự trữ thứ nhất là thyroglobulin nằm trong lòng nang của cái nang giáp và dạng thứ hai là hormone T4 chính là dạng dự trữ nằm ở trong huyết tương. Thì tại sao mặc dù T3 nó là dạng tác dụng chính mà tế bào tuyến giáp lại không tiết ra 100% T3 mà phải tiết ra 90% là T4 để làm gì? Thì bởi vì cái tác dụng của T3 quá mạnh cho nên nếu như nang giáp tiết ra 100% T3 đưa vào máu thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị cường giáp, thậm chí lên cơn bão giáp và có thể tử vong do tăng hoạt động quá mức tại các mục đích. Do vậy để bảo vệ cơ thể không bị tổn thương bởi cái quá trình hoạt động của hormone giáp T3 mà cơ thể sẽ chọn cái cách là nang giáp sẽ chọn cái cách là tiết ra T4. Tác dụng của T4 yếu hơn và khi đến mục đích T4 sẽ chuyển thành T3 theo nhu cầu hoạt động của từng cái mục đích. Tại đó nó sẽ có những cái enzyme để chuyển hóa T4 thành T3. Do đó trong cái quá trình mà các bạn điều trị cho những cái bệnh nhân mà có bệnh lý suy giáp chẳng hạn thì những người suy giáp họ bị thiếu hormone giáp thì đối với những người này để điều trị cách an toàn nhất là chúng ta sẽ sử dụng hormone T4. Khi đưa vào cơ thể, T4 hay là thyroxine sẽ tự động chuyển thành T3 theo nhu cầu của từng cái mô trong cơ thể. Nếu chúng ta không sử dụng trực tiếp T3, bởi vì nếu sử dụng trực tiếp T3 chúng ta sẽ gây rối loạn nghiêm trọng cho bệnh nhân. Chúng ta chỉ sử dụng T3 trong một số trường hợp rất rất là đặc biệt và những trường hợp đó các bạn sẽ học trong những cái phần khi mà chúng ta nói về cái bệnh lý của tuyến giáp. Thì đây chúng ta quay lại với lại cái sơ đồ sinh tổng hợp hormone giáp. Như vậy để cho dễ nhớ thì tôi sẽ tạm thời chia cho các bạn cái quá trình sinh tổng hợp hormone giáp ra thành 3 công đoạn. Ba cái giai đoạn này nó xảy ra liên tiếp nhau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tổng hợp protein thyroglobulin và các bạn biết ở trên cái hình hồi nãy rồi là muốn tổng hợp được thyroglobulin thì hormone TSH từ tuyến yên trước phải đến đây tác động lên cái thụ thể và kích thích cái phần nhân tế bào tiến hành quá trình phiên mã để tạo ra protein thyroglobulin. Sau đó thyroglobulin mới đưa vào trong lòng nang. Đó là bước thứ nhất gọi là giai đoạn tổng hợp thyroglobulin. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn iốt hóa. Thì các bạn sẽ thấy iốt từ phía các cái mạch máu nó sẽ được đưa vào tế bào qua cái kênh đồng vận chuyển natri và iốt. Thì khi iốt đưa vào tế bào, iốt sẽ đi thẳng tới cái phần màng tế bào tiếp xúc với lại lòng nang, rồi iốt được bơm vào trong lòng nang. Thì tại lòng nang này, iốt sẽ thực hiện cái phản ứng iốt hóa, gắn cái gốc iốt lên những cái axit amin tyrosine nằm trên thyroglobulin. Các bạn sẽ thấy ở đây nó có những cái gạch gạch nằm trên thyroglobulin. Những cái gạch này là
vị trí của các acid amin tyrosine mà nằm tồn tại thành từng cặp đôi. À, bởi vì cái cấu tạo hóa học của T3 và T4 nó là bao gồm hai acid amin tyrosine ngắn liền với nhau. Cho nên những cái gạch gạch này người ta biểu thị chính là từng cặp đôi tyrosine nằm trên tyroglobulin là vị trí tiền thân để tạo ra hormone. Những iốt sẽ đến gắn lên và sẽ tạo ra T3, T4 tương ứng, nhưng không phải ở dạng tự do mà T3, T4 này còn gắn trên phân tử tyroglobulin. Như vậy bước thứ hai là bước iốt hóa tyrosine nằm trên tyroglobulin. Bước thứ ba là cái phức hợp hormone tyroglobulin mà chứa những cái hormone T3, T4 đã được iốt hóa này nè, nó mới được đưa trở lại vào trong tế bào nang giáp, được các enzyme trong tế bào cắt ra thành hormone T3, T4 chính thức đưa vào máu. Và tại cái vị trí mà các mô mạch này thì các bạn lưu ý một điều là 10% tiết ra là T3 và 90% tiết ra là T4 để bảo vệ cơ thể. Như vậy cái sơ đồ sinh tổng hợp hormone giáp tuy rằng nó phức tạp nhưng mà chúng ta gom lại chúng ta thấy nó có 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là tổng hợp tyroglobulin đưa vào lòng nang. Giai đoạn thứ hai là iốt hóa các acid amin tyrosine trên lòng nang. Và giai đoạn thứ ba là đưa tyroglobulin đã iốt hóa cắt ra thành các phân tử hormone T3 T4 chính thức đưa vào trong huyết tương. Những cái sơ đồ khác các bạn có thể tìm thấy trên internet hoặc trong các cái giáo trình, các cái sách textbook guideline khác cũng tương tự như vậy. Người ta có thể vẽ những cái hình rất phức tạp nhưng mà nếu chúng ta nắm nguyên tắc là nó có 3 giai đoạn như vậy thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ để hiểu. Giai đoạn thứ nhất là tổng hợp tyroglobulin tại cái lưới nội chất có hạt để đưa vào trong lòng nang cái chất có tên là tyroglobulin. Tyroglobulin. Giai đoạn thứ hai là iốt từ mạch máu xuyên qua tế bào qua cái kênh đồng vận chuyển natri iốt, sau đó nó đi vào trong tế bào, nó gắn lên trên các acid amin tyrosine. Và giai đoạn thứ ba là tyroglobulin gắn với lại các cái T3 T4 này sẽ đưa vào trong tế bào, được các cái enzyme trong cái tế bào nang giáp cắt ra thành T3 T4 chính thức và đưa vào trong máu. Thì trong cái quá trình mà tổng hợp nên hormone giáp này, nó có một cái enzyme rất là quan trọng, đó là thyroid peroxidase. Đó chính là cái enzyme mà xúc tác cho phản ứng iốt hóa tyrosine xảy ra trong lòng của nang giáp. Thì các bạn thấy cái sợi màu đỏ này chính là phân tử tyroglobulin, trên đó có cái acid amin tyrosine. Iốt được đưa vào trong lòng nang đang là ở dạng ion iốt một âm, một trừ. Nhờ có cái men thyroid peroxidase thì iốt này sẽ thực hiện phản ứng là gắn lên trên tyrosine để tạo ra hormone thyroxine như các bạn thấy trên đây, trên hình. Thì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân bị cường giáp tức là tăng hoạt động quá mức, tăng tiết quá mức hormone giáp, thì người ta sẽ điều trị cho bệnh nhân cách mà kinh điển có từ lâu đời, đó là người ta phẫu thuật, người ta cắt luôn tuyến giáp. Tuy nhiên thay vì phá hủy tuyến giáp thì người ta chọn những cái phương thức điều trị nội khoa để bảo tồn tuyến giáp. Thì một trong những cái phương thức ngày nay để điều trị bảo tồn nội khoa tuyến giáp là người ta dùng những thuốc kháng giáp. Và các bạn thấy là những cái thuốc kháng giáp nó có cái đích đến là nó sẽ ức chế cái enzyme thyroid peroxidase. Thì khi mà chúng ta ức chế được enzyme thyroid peroxidase thì iốt không gắn được lên các acid amin tyrosine trên tyroglobulin, thì quá trình tổng hợp hormone giáp nó sẽ bị chặn lại ngay từ bước đầu tiên. Nó chỉ ra được tới tyroglobulin trong lòng nang và nó không thể nào tiến hành phản ứng iốt hóa được. Thì đó là một cái phương pháp để chúng ta ứng dụng trong lâm sàng để chúng ta điều trị cho những bệnh nhân cường giáp. Thì cái bản chất của cái thuốc đó là gì, công dụng của nó như thế nào, thì chúng ta sẽ học tiếp trong những cái phần tiếp theo khi chúng ta nói về dược lý của cái thuốc ức chế men peroxidase hay là những cái thuốc kháng giáp. Và tác động của hormone giáp trên mô đích, thì các bạn thấy khi mà T4 và T3 đến mô đích thì chuyện đầu tiên đó là hai cái hormone này nó sẽ đi xuyên màng vào bên trong tế bào giáp. Và ở đây các bạn thấy chúng ta đã nói trong cái phần đầu tiên của cái hệ thống nội tiết đó, đây là hormone được xếp vào là nhóm hormone có tác động kiểu tan trong lipid.
Mà các bạn thấy là nếu mà tan trong lipid thì hormone T3 T4 sẽ không cần có một cái kênh ở trên màng tế bào để đi qua, bởi vì nó tan trong lipid cho nên nó có thể đi qua được màng phospholipid giống như là các hormone steroid. Tuy nhiên T3 T4 bản chất của nó vẫn là acetylamine tyrosine, và cho nên là ít nhiều gì nó vẫn có cái thuộc tính là tan được trong nước. Cho nên để đi xuyên màng thì màng tế bào cần phải có những cái kênh để cho phép T3 và T4 đi qua như trên hình này chúng ta thấy. Và khi vào tế bào thì chuyện đầu tiên là T4 phải chuyển thành T3, tức là dạng hoạt động. Nè, thành ra tùy từng tế bào đích có nhu cầu hoặc hormone giáp nhiều ít mà tế bào sẽ cho phép các enzyme hoạt động để chuyển T4 thành T3 theo nhu cầu của từng tế bào. Khi mà tạo ra T3 thì T3 sẽ gắn lên thụ thể TR, tức là thyroxine receptor. Thì cái thụ thể thyroxine receptor và T3 này nó sẽ gắn lên trên cái vùng TRE, tức là cái vùng gen khởi động. Khi đó cái phức hợp hormone và thụ thể T3 này sẽ là một cái yếu tố phiên mã tác động lên cái vùng gen này để làm mở những cái gen phía sau ra và tiến hành cái hoạt động tạo ra những cái protein mới tương tự giống như là trong cái vai trò hoạt động của những cái hormone tan trong lipid mà chúng ta đã học trong cái bài đại cương về hệ thống nội tiết. Ngày nay người ta còn ghi nhận T3 còn gắn lên những cái thụ thể nằm ở phía ngoài nhân, tức là phía trong khu vực tế bào chất, để thực hiện những cái vai trò khác, ví dụ như vai trò phát triển. Chẳng hạn các bạn thấy T4 nó còn có cái thụ thể nằm ngay trên bề mặt màng tế bào, và thông qua quá trình này thì nó cùng với T3 nó sẽ tác động với cái enzyme là MAPK. Mà khi chúng ta thấy cái MAPK thì nếu mà các bạn coi trong sinh học hoặc là trong các tạp chí mà Nature gần đây, thì MAPK nó chính là những cái enzyme mà liên quan đến quá trình tăng trưởng. Thành ra hormone giáp cũng có chức năng tăng trưởng. Như vậy theo cái quan điểm cổ 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 trước đây, cổ cổ điển trước đây, thì T3 T4 là một hormone tan trong lipid gắn lên thụ thể ở trong nhân tế bào, làm hoạt hóa những cái gen ở trong nhân để tạo ra những cái protein mới và thực hiện chức năng. Tuy nhiên, những quan điểm mới gần đây còn tìm thấy được những cái thụ thể của T3 nằm trong mô đích, nằm trong tế bào chất, hoặc là thụ thể màng của T4, và những cái thụ thể đó nó có liên quan đến những chức năng khác, chẳng hạn như chức năng tăng trưởng của hormone giáp. Ở đây là một cái hình khác để minh họa cho cái hoạt động chức năng của hormone giáp tại mô đích. Thì theo cái kiểu kinh điển của một cái hormone tan trong lipid thì T3 sẽ gắn lên cái vùng gen TRE là cái vùng gen khởi động để mà phiên mã ra những cái ARN thông tin tương ứng với những cái chức năng. Thì cái chức năng của hormone giáp đó là nó sẽ làm phiên mã ra những cái ARN, tổng hợp là những cái protein liên quan đến tăng hoạt động của ti thể, tăng hoạt động của chuỗi enzyme hô hấp trong tế bào, tăng cái hoạt động tăng trưởng, là tăng tổng hợp lên cái bơm natri kali T3, và nó sẽ dẫn đến là gì? Tăng tiêu thụ oxy, tăng thông khí, tăng cung lượng tim, tăng cái nhu cầu thức ăn cung cấp, rồi tăng cái hoạt động gì? Rồi là lấy các cái chất nội sinh, lấy các chất dinh dưỡng nội sinh, carbohydrate, protein hoặc là lipid từ các mô dự trữ đến để cung cấp cho các tế bào mô đích. Rồi tăng sinh nhiệt, làm cho giảm khối lượng cơ, giảm khối lượng mỡ, tăng tạo ure nha, rồi đổ mồ hôi, vân mất nước vân vân. Đó là những cái chức năng của học môn giáp về khía cạnh sinh học phân tử. Còn nếu chúng ta thấy chúng ta gom lại thì chúng ta có thể xem đó là học môn giáp này nó làm cái chức năng là increase the metabolism, tức là làm tăng hoạt động chuyển hóa của toàn cơ thể. Thì trong cơ thể chúng ta về mặt chuyển hóa nó sẽ có hai quá trình cơ bản. Quá trình thứ nhất là quá trình dị hóa, và quá trình thứ hai là quá trình đồng hóa. Đồng hóa là anabolism, là quá trình tích trữ các chất lại, các đại phân tử đưa vào trong các cái nhà kho dự trữ để tiến hành quá trình phát triển và lớn lên của cơ thể. Còn dị hóa, catabolism, là quá trình phân giải các đại phân tử trở thành những cái chất cung cấp năng lượng để tạo năng lượng cho cơ thể tiêu dùng. Thì hai quá trình đồng hóa và dị hóa này nó luôn luôn đi song hành với nhau. Hormone giáp là hormone kích thích
lên hoạt động dị hóa, tức là hoạt động phân giải các chất để tạo ra những cái chất có giá trị dinh dưỡng cung cấp để mà thực hiện cái quá trình tạo năng lượng. Cho nên hormone giáp có nhiệm vụ là làm tăng increase metabolism, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là increase catabolism, tức là increase cái làm tăng cái hoạt động mà dị hóa xảy ra tại các mô đích. Rồi hormone giáp còn làm grow and development, tức là tăng trưởng phát triển, ở đây chủ yếu là tác phát triển lên cái bầu não, và làm tăng cái gì catecholamine effect, tức là làm tăng hoạt động của catecholamine. Catecholamine là những cái hormone như là adrenaline, noradrenaline tiết ra từ cái tuyến tủy thượng thận, thì cái hormone giáp này nó sẽ làm tăng biểu hiện thụ thể của các cái hormone này ở tại mô đích, cho nên nó sẽ làm tăng cái hoạt động của catecholamine. Như vậy gom lại thì các bạn sẽ thấy một cái chuyện đó là hormone giáp khi nó đi đến bất kỳ tế bào nào thì nó sẽ làm tăng mở những cái gen, mà những cái gen này chúng ta gom lại là liên quan đến cái hoạt động hô hấp tế bào. Thì cái hoạt động hô hấp tế bào chính là những cái hoạt động liên quan tới quá trình đường phân ly giải gluco, hoạt động của chu trình Krebs, hoạt động của cái chuỗi truyền điện tử trong ti thể. Tất cả những phản ứng này sẽ tăng lên bởi vì hormone giáp nó kích thích cái nhân tế bào của mô đích biểu hiện ra những cái protein liên quan đến cái hoạt động hấp tế bào. Cho nên hoạt động hấp tế bào tăng lên thì cái quá trình sinh ra năng lượng, sinh ra ATP trong tế bào sẽ tăng. Và khi mà năng lượng trong tế bào tăng thì các bạn sẽ thấy là các tế bào sẽ tăng hoạt động. Thì hormone giáp đi đến mô nào, đi đến tế bào nào thì sẽ làm cái mô đó và tế bào đó tăng hoạt động. Nó đi đến mô tim, nó sẽ làm cho tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng cung lượng tim. Nó đi đến hô hấp, nó sẽ làm cho gia tăng tần số hô hấp, gia tăng cái quá trình trao đổi khí ở tại phế nang. Rồi nó đi tới đường ruột, nó có thể làm tăng co thắt dạ dày và ruột non. Rồi làm tăng tiết men tiêu hóa tại các cái cấu trúc tiêu hóa này. Nó làm tăng đổ mồ hôi, nó làm tiêu hủy lipid dự trữ trong mô mỡ, nó làm tiêu hủy glycogen nằm ở dự trữ ở trong gan, vân vân. Tức là nó sẽ làm hướng về cái hoạt động dị hóa và làm tăng hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể. Hoặc là trên hệ thần kinh, hormone giáp sẽ gây ra cái hiện tượng là kích thích hoạt động của hệ thần kinh, dẫn đến nếu mà tăng tiết hormone giáp quá nhiều có thể dẫn đến cáu gắt, tức giận, khó đi vào giấc ngủ, vân vân. Và tính tổng hợp lại là bởi vì nó kích thích sự tiêu dùng năng lượng, kích thích cái hoạt động chuyển hóa, cho nên xét trên toàn bộ cơ thể thì hormone giáp thường hay có cái tác dụng là sinh nhiệt và làm giảm cân. Cho nên là khi mà bệnh nhân mà có cái biểu hiện mà bệnh lý xảy ra thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta rất là dễ chẩn đoán. Chúng ta có hai nhóm bệnh lý, một là suy giáp, hai là cường giáp. Suy giáp là giảm tiết hormone giáp và giảm hoạt động, thì khi đó tất cả các hoạt động của cơ thể sẽ giảm hơn hẳn so với người bình thường. Những hoạt động thường nhật nó sẽ giảm. Còn cường giáp là tăng hoạt động quá mức thì tất cả các cơ quan trong cơ thể sẽ đều tăng hoạt động. Cho nên mặc dù khi mà nói đến những cái bệnh lý của hormone tuyến giáp, người ta liệt kê rất nhiều triệu chứng khác nhau, nhưng chúng ta hiểu một cái góc chung là do bởi vì chức năng bình thường hormone giáp là làm tăng hoạt động của tất cả các cơ quan trong cơ thể, cho nên khi thiếu nó thì giảm hoạt động của các cơ quan, và khi mà tăng nó thì tăng quá mức hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Và nói về cái sự điều hòa hormone giáp thì cái này nó tuân theo cái quy luật mà chúng ta học trong bài đầu tiên, đó là quy luật điều hòa bởi cái trục hạ đồi tuyến yên. Thì vùng hạ đồi sẽ tiết ra cái hormone TRH. Hormone TRH này mới đi xuống tuyến yên trước, kích thích tuyến yên trước tiết ra tế sắc. Rồi tế sắc sẽ đi xuống kích thích lên cái tuyến giáp, làm tuyến giáp tiết ra T3, T4. Và đến lượt mình, khi tiết ra nếu mà bắt đầu nhiều thì T3, T4 sẽ theo dòng máu đi lên lại vùng tuyến yên và vùng hạ đồi để ức chế sự bài tiết hormone TRH và tế sắc. Như vậy chính vì cái hoạt động điều hòa ngược âm tính này mà nó sẽ giữ cho nồng độ của các hormone TRH từ hạ đồi, TSH từ tuyến yên và T3, T4 từ tuyến giáp luôn luôn ổn định, không bị tăng quá mức hoặc không bị giảm quá mức.
Và khi những cái hormone này ổn định thì những cái hoạt động khác liên quan đến tuyến giáp mới ổn định theo. À, ở đây chúng ta giới thiệu với các bạn một cái dạng nữa của hormone giáp, đó là RT3 cho chúng ta biết qua. Thì chúng ta biết là hormone giáp nó có dạng tyrosine. Tyrosine là T4, tức là trên cái phân tử nó có 4 iốt gắn lên. T3 thì chúng ta gọi là triiodotyronine, tức là thay vì nó có 4 thì nó chỉ có 3 iốt gắn lên trên hai cái acid amin tyrosine. Chúng ta còn một dạng nữa là dạng RT3, là dạng này gọi là inactive, tức là dạng không hoạt động. Thì cái dạng RT3 này nó chính là đồng phân đảo ngược của T3, nó gắn iốt sai ở một vị trí, cho nên là nó tạo ra được cái dạng RT3. Và cái dạng này thì thay vì T3 hoạt động rất là mạnh thì dạng RT3 này lại không hoạt động. Thì khi mà tế sắc kích thích lên hormone giáp thì nó sẽ làm cho tế bào tuyến giáp sẽ tổng hợp ra hormone T4, và T4 khi đến các cái mô đích thì nó sẽ chuyển ra thành, đa số là sẽ thành T3, và một số thì nó sẽ chuyển ra cái dạng bất hoạt, đó là dạng reverse T3, đó là dạng RT3. Thì cái enzyme mà để đảm nhận cái hoạt động chuyển T4 thành T3 ở tại mô đích này chúng ta gọi đó là enzyme deiodina. Đi tức là loại bỏ một iốt. Thì chúng ta có cái enzyme deoxina này, chúng ta có nhiều tiếp, trong đó chúng ta thấy có hai cái tiếp chính là tiếp 1. Tiếp 1 có vai trò chuyển cái T4 thành T3 hoạt động chính thức. Còn cái tiếp 3 thì nó lại chuyển T4 thành cái dạng RT3, tức là dạng bất hoạt. Như vậy tại các mô đích thì đa số các mô đích nó sẽ sở hữu cái enzyme tiếp 1 để chuyển T4 thành T3, kích thích hoạt động của mô đích. Rồi, thì các bạn sẽ thấy ở đây, trong một số trường hợp, ví dụ như là chúng ta thấy là có liên quan thức ăn, stress, trầm cảm, hoặc là trong một số cái bệnh lý thì cái việc mà giảm cái nồng độ T3 trong khu vực nội bào và tăng nồng độ RT3 lên đó thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng, đó là suy giáp nội bào, chúng ta gọi là intracellular hypothyroidism. Cái này chúng ta thường hay gặp nhất là trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị trầm cảm hoặc là đang có stress. Thì khi mà chúng ta làm cái xét nghiệm hormone giáp thì các bạn sẽ thấy là nồng độ có tế sắc của T3 hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, mặc dù T3, T4 trong huyết tương bình thường, nhưng mà khi đến mục đích, thay vì T4 nó được chuyển thành T3 dạng hoạt động, thì trong cái trường hợp mà bệnh nhân bị trầm cảm hay bị stress, thì cái enzyme ở mục đích nó lại chuyển T4 thành dạng RT3. Cho nên, nồng độ T3 trong khu vực nội bào ở mục đích giảm đi, và nồng độ RT3 trong khu vực nội bào ở mô đích lại tăng lên. Thì những trường hợp này chúng ta chỉ lấy máu, chúng ta xét nghiệm T3, T4 thì chúng ta thấy nồng độ của các hormone này trong máu vẫn rất bình thường. Do vậy chúng ta nghĩ là nó, cái biểu hiện mà suy giáp của bệnh nhân nó không phải là do tuyến giáp gây ra, và nó không, gần như người ta không gọi là suy giáp. Tuy nhiên thì ngày nay người ta đã tìm được cái khi mà người ta nghiên cứu sâu hơn vào trong cái lĩnh vực tế bào thì người ta đã nhận thấy là có một cái sự chuyển hóa T4 thành dạng RT3 tăng lên ở các cái trường hợp mà bệnh nhân bị stress hoặc là bị trầm cảm. Thì trong những trường hợp này thì người ta gợi ý với chúng ta là tế sắc và T4 sẽ không còn đủ chính xác để mà chẩn đoán suy giáp trong những trường hợp này, và chúng ta cần phải định lượng cái nồng độ RT3 và lập ra thành cái tỷ số là FT3 trên RT3 để chúng ta đánh giá cái tình trạng suy giáp nội bào này. Thì chúng ta nói về hormone tế sắc của tuyến yên một tí nha. Hormone tế sắc là một cái hormone có vai trò quan trọng trong cái chẩn đoán các cái bệnh lý của tuyến giáp.
Thì khi mà bệnh nhân có rối loạn học môn giáp thì thông thường chúng ta sẽ thấy trên lâm sàng có những biểu hiện suy giáp và cường giáp, thì người ta sẽ cho bệnh nhân làm một cái bộ ba xét nghiệm bao gồm T3, T4 và T sắt. Và khi làm xét nghiệm thì người ta thường hay định lượng là FT3 và FT4, tức là free T3 và free T4, là T3 và T4 ở dạng tự do. Tuy nhiên trong ba cái xét nghiệm này, TSH, T3 và T4, thì TSH sẽ nhạy nhất và biểu hiện sớm nhất. Khi mà cái hormone T3, T4 chưa có sự thay đổi, nó chỉ mới gần nhích lên tới cái giới hạn bình thường của nó ở mức thấp và ở mức cao, thì TSH đã bắt đầu thay đổi từ sớm. Thành thử ra trong những trường hợp mà cái trục hạ đồi tuyến yên còn hoạt động bình thường thì các bạn sẽ thấy là nếu như mà T3, T4 bắt đầu cao nhưng mà chưa vượt quá giới hạn bình thường, tới gần tới cái ngưỡng quá giới hạn bình thường, thì lúc đó T3, T4 đã đi ngược theo dòng máu để ức chế thực hiện cái phản hồi ngược âm tính lên vùng tuyến yên và làm cho TSH bắt đầu giảm đi. Thành ra biểu hiện sớm nhất trong những cái bệnh nhân mà bị cường giáp là TSH sẽ giảm trước. Ngược lại, trong những người bị suy giáp thì khi nồng độ T3, T4 bắt đầu giảm xuống tới gần tới cái mức thấp hơn giới hạn bình thường, nó vẫn còn nằm trong cái khoảng normal range, tức là trong khoảng bình thường nhưng mà nó ở giới hạn thấp, thì lúc đó TSH đã bắt đầu tăng tiết do mất cái sự ức chế ngược từ cái hormone bên dưới lên. Thành thử ra trong ba cái hormone TSH, T3 và T4 thì hormone TSH vẫn là hormone nhạy nhất khi mà đánh giá những cái trường hợp suy giáp hoặc là cường giáp xảy ra ngay tại tế bào tuyến giáp, trong những cái tình huống mà cái trục hạ đồi tuyến yên còn hoạt động bình thường. Tất nhiên là ở đây chúng ta đang nói về độ nhạy của tê sắc trong trường hợp cường giáp tại giáp, tức là không liên quan đến bệnh lý của hạ đồi tuyến yên. Chúng ta còn gọi những trường hợp này là bệnh lý tại tuyến giáp. Còn trong trường hợp bệnh lý tại tuyến yên thì các bạn sẽ thấy là đó là sự thay đổi đầu tiên là ở TSH ở trên tầng tinh cao, chứ không phải là do sự thay đổi từ hormone T3, T4 của tuyến giáp. Thì đối với ở những cái người mà bị rối loạn ở tầng tinh cao đó, là hormone T3, T4 ở bên dưới nó không phải là cái nguyên nhân chủ chốt ngay từ đầu, mà là do tuyến yên tăng tiết quá mức TSH hoặc giảm tiết quá mức TSH, nó làm đảo lộn cái trục hạ đồi tuyến yên, thì hormone TSH vẫn đóng vai trò chính trong việc chẩn đoán phân biệt, để giúp chúng ta phân biệt là cái rối loạn đó là xảy ra tại tuyến giáp hay rối loạn đó là xảy ra tại vùng hạ đồi tuyến yên. Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy khi mà hormone giáp rối loạn thì chúng ta sẽ có hai dạng: overactive và underactive, tức là suy giáp là underactive và cường giáp là overactive. Trong trường hợp cường giáp thì chúng ta sẽ thấy là T3 tăng, T4 tăng, T3 tăng, T4 tăng. Còn trong trường hợp suy giáp thì chúng ta sẽ thấy T4 giảm và T3 giảm. Và khi mà muốn biết là cường giáp này xảy ra ngay tại tuyến giáp, do nguyên nhân tại tuyến giáp hay là do nguyên nhân tại tuyến yên, thì chúng ta phải định lượng thêm hormone TSH. Thì khi đó nếu như hormone TSH mà cái trục hạ đồi tuyến yên vẫn còn hoạt động bình thường thì hormone TSH sẽ gì ngược chiều với hormone T3, T4. Có nghĩa là nếu mà T3, T4 tăng quá cao thì TSH sẽ bị giảm, và ngược lại T3, T4 giảm thấp thì TSH sẽ tăng lên theo cái quy luật phản hồi ngược âm tính. Vậy khi chúng ta thấy cái hormone TSH mà nó đi ngược chiều với lại cái hormone T3, T4 ở bên dưới, thì chúng ta hiểu là những cái rối loạn của trục hạ đồi tuyến yên, tuyến giáp này là rối loạn nằm ngay tại tuyến giáp. Còn khi nào mà chúng ta thấy là T3, T4 tăng và TSH cũng tăng, lẽ ra T3, T4 tăng phải ức chế ngược lên trên, nhưng mà lúc đó nó lại không ức chế ngược mà chúng ta thấy TSH lại tăng cao, thì chúng ta phải hiểu là TSH tăng tiết đó là cái bệnh lý của vùng tuyến yên. Thành ra trong những trường hợp mà rối loạn tuyến giáp thì chúng ta sẽ phân ra thành hai nhóm bệnh: rối loạn tại yên thì các cái hormone TSH và hormone của tuyến giáp nó cùng chiều với nhau, và các rối loạn tại tuyến giáp thì các cái hormone TSH và hormone giáp nó sẽ ngược chiều với nhau.
Rồi, ở đây chúng ta giới thiệu với các bạn hai trường hợp, hai cái hiệu ứng mà chúng ta gặp trong sinh lý và chúng ta thường hay ứng dụng ở trong thực tế lâm sàng liên quan đến cái học môn giáp này. Đó là hiệu ứng George Bazedow và hiệu ứng Jacob. Thì cái hiệu ứng George Bazedow này là khi mà chúng ta tăng đưa iốt vào trong cơ thể của một người thì người đó sẽ có biểu hiện cường giáp. Nghĩa là khi mà tăng đưa iốt vào cơ thể thì iốt sẽ đi xuyên qua những cái bơm vận chuyển iốt natri, nó sẽ đẩy iốt vào trong cái lòng nang giáp nhiều hơn và sẽ gây phản ứng iốt hóa xảy ra nhiều hơn, dẫn đến tạo nhiều iốt hơn. Thì cái hiệu ứng George Bazedow tức là một cái người khi sử dụng nhiều iốt sẽ gây ra biểu hiện cường giáp, thì chúng ta hay gặp là trên cái nhóm đối tượng là đã có sẵn cái bệnh lý tai tuyến giáp, tức là họ có sẵn những cái gì, những cái nhân giáp gọi là toxic adenoma, hoặc là bệnh nhân đã bị sẵn cái bệnh Ray, tức là bệnh cường giáp lòi mắt, bướu cổ lòi mắt đó. Thì trong cái tuyến giáp nó đã có sẵn cái tình trạng là gia tăng hoạt động, thì khi cung cấp iốt vào thì iốt này sẽ là một cái nguồn nguyên liệu để thúc đẩy cho cái sự gia tăng hoạt động của tuyến giáp đó, nó tăng thêm và nó sẽ biểu hiện thành cường giáp. Một cái hiệu ứng ngược lại là von Jacob, đó là khi mà chúng ta đưa iốt vào trên cái cơ thể những người mà không có sẵn bệnh Reis hoặc là không có sẵn những cái nhân giáp độc, thì khi mà đưa quá mức iốt vào trên những cái đối tượng này thì nó sẽ dẫn đến một cái phản ứng ngược lại là nó sẽ làm cho thay vì bình thường đó là cái kênh đồng vận chuyển sodium và iốt này nó sẽ mở ra, thì bây giờ nó sẽ thực hiện một cái phản hồi ngược, đó làm cho cái kênh đồng vận chuyển sodium và iốt này sẽ giảm bớt lại, đóng bớt lại, và cái đó sẽ giảm iốt đưa vào trong cái tế bào giáp, đưa vào lòng nang để thực hiện phản iốt hóa. Do vậy, đối với hiệu ứng von Jacob thì khi mà tăng đưa iốt vào cơ thể thì sẽ gây nên tình trạng là giảm hoạt động của tuyến giáp, làm giảm lượng T3 và T4 tạo ra. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái hiệu ứng là hai cái hiệu ứng xảy ra khi mà tăng đưa iốt vào cơ thể. Một là hiệu ứng George Bazedow. Hiệu ứng George Bazedow sẽ thường xảy ra trên những bệnh nhân có sẵn cái bệnh lý nền ở tuyến giáp, là có sẵn bệnh Reis, bướu giáp lan tỏa, hoặc là có sẵn cái nhân giáp độc. Còn trên những người không có bướu giáp, không có bệnh Reis, thì khi tăng đưa iốt vào trong cơ thể nó sẽ gây ra hiệu ứng von Jacob, tức là nó sẽ làm dẫn đến là suy giáp. Cho nên trong điều trị chúng ta có một cái phương pháp để điều trị những cái đối tượng bị cường giáp đó, là chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng von Jacob, tức là tăng đưa iốt phóng xạ vào trong cái tế bào giáp để hủy cái tế bào giáp. Đó là một cái ứng dụng của cái hiệu ứng von Jacob. Như vậy trong cái bài khi nói về sinh lý của hormone giáp này thì chúng ta sẽ ứng dụng rất là nhiều về hai cái nguyên tắc hoạt động của cái hệ thống nội của hệ đại cương về hệ thống nội tiết. Cái nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc tương tác giữa hormone và thụ thể. Thì ở đây hormone giáp thuộc cái nhóm là hormone tan trong lipid, nó sẽ tác động lên thụ thể nhân làm biểu hiện gen, và những cái gen ở đây liên quan tới việc là làm tăng những cái chuỗi mà hô hấp tế bào, dẫn đến tăng hoạt động của tế bào ở các mục đích. Và cái nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc trục hạ đồi tuyến yên tuyến giáp, tức là trục hạ đồi tuyến yên và tuyến giáp nó sẽ quan hệ mật thiết với nhau theo một cái lộ trình hai chiều để làm sao mà điều hòa ổn định nồng độ hormone từ cả tầng ở bên trên và bên dưới. Và trong trường hợp có những rối loạn xảy ra thì những rối loạn đó tùy từng hoàn cảnh mà nó có thể xảy ra, hoặc là ở ngay tại tuyến giáp hoặc là ở tầng trên là tuyến yên hạ đồi. Thì chúng ta sẽ tùy trong từng trường hợp chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức ứng dụng trong cái phần sinh lý đại cương về hệ nội tiết và cái sinh lý về tuyến giáp này để chúng ta lý giải những cái hiện tượng lâm sàng hoặc là những cái xét nghiệm về các cái hormone giáp trong những cái trường hợp cụ thể tương ứng của những cái bệnh nhân mà có rối loạn hoạt động của hormone giáp.
thì các bạn sẽ được học kỹ hơn về những cái đoạn này trong những cái chương phần tiếp theo. Thì chúng ta học về sinh lý bệnh, về bệnh học của cái hệ thống nội tiết. Thì rất là cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi, và video này sẽ dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái bài tiếp theo.